Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có cặp niền Campanolo đùm cối Shimano ạ. Niền sử dụng lớp không rồ cả. Niền chạy liếp từ 8 đến 10 liếp ạ. Niền này lớp cũng cũ rồi ạ, nhưng vành còn tốt. Giá cặp niền này em ship về Việt Nam là 3 triệu ạ. Dạ, quý cô chú anh chị xem tham khảo, nếu có nhu cầu cần sử dụng, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Cối Shimano sử dụng liếp từ 8 đến 10 liếp ạ. Mayer Shimano còn sáng chân à. Mayer và Cam còn rất đẹp ạ. Lớp cũng cũ rồi ạ. Lớp này mình phải thay lớp mới rồi. Niền sử dụng lớp 700 x 22C ạ. Vành Campanolo ạ. Em thấy vành niền còn rất là tốt ạ. Căm đùm đồ đều tốt. Lớp vỏ vẫn còn đầy đủ hơi. Chén bạc đạn Shimano của Nhật sản xuất luôn ạ. Vỏ lớp niền trước cũng vậy, cũng cũ rồi ạ. Mấy loại niền này em thấy xài bền lắm. Mây ơi sáng trưng, còn rất đẹp ạ. Tì bật cũng còn tốt à. Căm còn đẹp ạ. À. Dạ, cặp niền này em ship về giá là 3 triệu ạ. À. Dạ, sẵn đây em xin phép giới thiệu gửi đến quý cô chú anh chị xem tham khảo cục sạc dự phòng khi mình đi du lịch. Hoặc đi đạp xe đạp xa đường dài. Cục sạc dự phòng này sạc được iPhone và máy tính, máy chụp hình. Thời lượng của cục pin sạc này rất là lớn ạ, xài được rất là lâu. Cục pin dự phòng này của China sản xuất ạ. Mấy hàng này ở bên Nhật toàn là những hàng Trung Quốc sản xuất thôi, nhưng xài rất bền ạ. Cục sạc này mình đi du lịch mấy ngày cầm theo là vô tư luôn ạ. Để em mở hộp ra cho quý cô chú anh chị xem, cục sạc nó hình dạng như vậy ạ. Nó màu đen. Có sẵn dây sạc điện đầy đủ ạ. Pin dự phòng này mới 100% ạ.
Giá cục pin dự phòng này em ship về đến Việt Nam của mình giá là 3.500.000 ạ. Hàng này em có rất nhiều. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Pin mới 100% ạ, chứ không phải hàng đã qua sử dụng. Nhỏ, gọn, đẹp lắm. Cái này mình bỏ vào túi áo đạp xe đạp đi khắp nơi là vô tư luôn. Điện thoại không bao giờ sợ hết pin, sợ mất liên lạc. Dây USB và dây truyền qua sạc iPhone ạ. Có giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ ạ. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu cần sử dụng, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.